Ok, hello, xin chào mọi người, mình Lạc Nha. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với Fire School Simulator bản chính thức cho mọi người. Đây không phải là bản Prologue hay là demo đâu. Bây giờ là đã ra bản chính thức rồi, với giá là 130 mấy ngàn, đã discount 25% đấy. Giá thật của nó thì đâu đó là cầm chừng 180, thì mấy cái game Simulator thường là giá cầm đó không à. Rồi, ok. Đấy, mọi người thấy cái nội cái giao diện không của nó là cũng đã khác rồi. Và không lẽ tôi là nhân vật này hả ta? Cô nhớ là trong kia tôi là nhân vật nữ mà sao hồi qua đây thành nhân vật nam rồi. Ok thôi, trước khi mình sẽ vô đi, có thể là nó sẽ thay đổi cốt truyện lại từ đầu đấy. Ha, đây đây. Hóa ra là tôi được chọn nam nữ à. Tính là không thấy mặt thì cũng như không ấy chứ. Không thấy mặt thì biết gì. Vậy thôi nam đại đó cho rồi, đi nam vậy cho nó đẹp. Ok, vô thôi. Ủa nhanh dữ vậy ta, coi cử nó lót lâu lắm mà hóa ra nó lót cũng nhanh phết, bảo vệ những kẻ yếu nè. Hãy luyện tập bản thân nè, sau đó là sẽ dần cơ cái trường riêng của mình, bảo vệ những kẻ yếu. Ủa thôi, sao mấy câu này nó lặp đi lặp lại hả? Hay sai ơi, mà đẹp chưa? Đẹp chưa? Ơi, có bản quyền không chứ ba, mấy nhà có bản quyền không? Ui, thành phố nó bự hơn nè mọi người. Ui. Yeah, ha, 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 ha. Một cái thị trấn truyền thuyết, thị trấn nơi mà có phim của nghệ thuật được diễn tập. Chưa kịp dịch xong rồi đúng không, nó vẫn giống cái món cũ mà. Vẫn giống đây, vẫn là nhà của tôi, đây vẫn là nhà của tôi. Trời ơi, thui luôn. Tôi nhớ là trong cái bản logo tôi là nữ ấy, nhưng mà qua đây là mình sẽ được chọn nam và nữ. Hả? Sao? Khoan, chụp nhảy quá. Vẫn nhảy. Ok, hết. Rồi, đỡ rồi đó. Ủa, nhưng mà sao tôi đang ở đâu mà sao cái ảo giác gì nó nhức đầu vậy? Ủa, ai đây? Mẹ! Đây là mẹ của tôi! Mother. Mẹ ơi! Mommy. Ê, súp cái cầu đâu má? Ủa, cái gì vậy? Ai vậy? Cười gì vậy ba? I will protect you, mommy. À, đánh luôn hả? À, con sẽ bảo vệ mẹ. Ồ, cái này là nó cho mình thay đổi. Đây, phía bên này. Lại đây cưng. Lại đây. Chạy và đá được. Đá! Trời ơi! Kung Fu hơi bị đỉnh đây. Một phát double kill. Dính trước. Ây da, đau. Đá. Ok. Rồi. Đá. Ừ, hay. Lui. Bay. Hay. Triple kill. Xoay á. À, không có cái double kill. Đây mới là double kill nè. Này. Ok. Còn nữa không? Ra luôn đi. Hết rồi. Có đứa nào nó cầm kia bé đâu? What the hell? Ồ, hóa ra là nằm mơ à. Mà cô thấy là cái nhà này có vẻ như là nó nhiều đồ hơn thì phải, đúng không mọi người? Có vẻ như là cái nhà nó nhiều đồ hơn nè. Ở đây có cuốn sách. Nó có cái rèm che nhìn được bên ngoài luôn, là hình như bản Prologue đâu có nhìn được bên ngoài đâu, đúng không? Tôi thấy là nó có nhiều đồ hơn, nó có cả cái lò hơi này nữa, cái lò nướng, cái lò lửa này nữa. Và đây là hình, đây có vẻ chắc chắn là tôi nè. Đây là tôi nè. Ok, đọc cái note đâu? À quên, note đây. À, có tiền. Và note, ok. À, đây là cậu của mình, À, nghe tin là ba của con vừa mới qua đời. Ông ấy là một người tốt và có rất nhiều cái sự kính trọng trong có rất nhiều kinh nghiệm trong Kung Fu thì phải. À, tôi nghe rằng là con cũng có thừa hưởng cái kỹ năng từ ông ấy. À, tuy nhiên là con cần phải học nó. À, tuy nhiên rằng cậu biết rằng con không thể nào mở được cái trường vì cái tài chính của mình. À. Rồi do đó là cậu đã cho con tất cả cái số tiền mà cậu đã để dành. Hãy mở ra một trường riêng của mình. Và hãy làm cho cha của con hài lòng bằng cách là dạy
dạy cái công phu của ông ấy. À, ok, let's go thôi. Close, lấy tiền. À, sao vậy đó? Là mình sẽ đi ra đúng không? Tôi thấy nó vẫn còn lắc, nó vẫn còn nhảy lắm nha, thật nó vẫn còn nhảy lắm. Ui, nó vẫn giống cái cũ nha. House, housey. Oh, welcome, welcome, young lad. Gì young lad, young lady gì? Cái là phải lady đâu, cái là nam mà. I organize fights here every day. Do you want to earn some money? Tôi tổ chức chiến đánh nhau cả ngày. Mỗi ngày bạn có muốn đánh nhau không? Nếu mà bạn bị đánh bại hoặc là rớt ra khỏi khu vực thì bạn sẽ bị thua. Tôi xin lỗi bạn của tôi nhưng mà nói chung là bạn không đủ trình. Mẹ, nó kêu tôi là không đủ trình đấy. Ok chưa? Nó kêu tôi là méo đủ trình. Ok luôn, không đủ trình thì thôi, tôi không có chơi, tôi đi qua chỗ khác. Chỗ này thay vì mình thuê chỗ đó thì mình có thể thuê chỗ khác được không ta? Ồ, tôi thấy là nó làm hình như là cũng vậy hả? Như là nó có thêm cái chỗ này mới, cái sạp này mới nè, chứ còn hình như là mọi thứ nó đều vẫn như vậy nha. Ok, tôi sẽ thuê cái chỗ này. Võ đường. Thôi, không giấu đi. Võ đường KB. Đấy. Cung lập. Đấy, màu xanh luôn. Hổ, ngựa, cá. Á, sông rìu nữa chứ. Cái nào nó cũng đẹp hết vậy ta. Thì có chứ, cái nào nó cũng đẹp hết đấy. Ồ, rồng này đẹp nè. Rồng này rất phù hợp với cái màu của cô xem. Sao? Thì là thuê cái chỗ này là 500. Mình không biết là lần sau mình có tốn tiền hay không, hay là mỗi tháng đều phải tốn với nhau thì cũng không rõ lắm. Ở bên này thì mình vẫn sẽ chưa qua được nha. Là tôi sẽ cần phải là 150. Đầu tiên là mình sẽ phải lau, bấm phím C lên, lau. Đấy. Nó vẫn giống như cái cũ thôi nha. Để coi thử còn cái gì khác đặc biệt hơn nữa hay không. Chứ tôi nghĩ là nó sẽ phải có đặc biệt hơn chứ. Còn gì rõ ràng là mọi người thấy là khi mà tôi chơi cái bản Bluebull là nó sẽ bị hạn chế tính năng. Có một vài tính năng là mình không có làm được cái gì hết. Này dọ, này là đem đi dục nè. Này đem đi dục nè. Cái này là đem gom lại nè. Gom là hình như là tự động nó mất à. Gom là tự động nó mất. Ảo ma vậy đó. Ảo ma vậy đó. Gom lại là tự động nó mất. Rất là ảo ma luôn. Thật. Có một cái chỗ cần phải quét dọn ở bên kia. Đây, quét dọn ở bên này. Đấy. Rồi. Đem có cái này đi là mình sẽ đem cái này đem đi dục. Đem đi dục ở ngoài xe rác. Đây. Mà xe rác hồi xưa nó sẽ là như thế này nha mọi người. Gabica. Đấy, Gabica đem đi đổ rác thôi đấy. Ok, còn thêm một bịch nữa. Một bịch cuối đúng không? Còn bịch nào nữa không? Hình như hết rồi đúng không? Nó có bịch dưới cái cầu thang này nữa thì thôi chứ. Này như lên đây là 50 nè. 50 là mình sẽ lên nó được 150 thì mình sẽ qua đây. Ok luôn. Let's go luôn. À, hình như có sự thay đổi. Ông già đi đây. Ông già đi đâu? Ông già của Merchant đâu? Merchant đâu? Set up your manager mình desk. À ok, tôi sẽ bấm nút gì tôi quên rồi ta. B. À đây B. Biểu lâu nha. Tính là biểu lâu. Ê từ từ. Nó có cắt nhạc rồi đấy ạ. À. Tôi cắt nhạc rồi đấy mà không hiểu là sao cuối cùng vẫn có nhạc. Méo hiểu. Rồi tôi sẽ làm gì nữa các em? À đây, nó kêu tôi đi ra Merchant Town. Merchant đi ra cái kiểu Merchant. Đây, ổng xuất hiện rồi nè. Merchant. Welcome my friend. How are you? Did you come biết gì ông đâu mà khi cái hỏi tôi có khỏe không? Khó hiểu thật sự. Rồi ok, đầu tiên là tôi sẽ phải mua cái gì đây ta? Chắc chắn là phải mua mấy con này rồi. Mua cái này. À level 3 rồi tôi mới mua được chứ đúng không? Ủa 3 rồi mà. Rồi đã mua được rồi nè, đúng rồi, mua được rồi. Ok, mua trước hai cái thôi ha, mua trước hai cái rồi để dành tiền. Bây giờ nó có map đây mọi người ạ. Map, hình như là trước đó nó cũng có map mà. À đây, nó có con thuyền đây. Lúc trước tôi nhớ là con thuyền nó nằm ở đây nè. Đấy, và mình leo lên được con thuyền đó. Ui. Map giờ rộng phết. Trời ạ, map rộng phết. Cái salon đây được biết rồi nè. Masker là biết rồi nè.
Ồ, map, tính ra là map nó rộng nhưng mà về cái khu vực mà mình có thể di chuyển thì cô nghĩ là chắc cũng không được nhiều. Ok, đầu tiên là mình sẽ phải đặt nó ra. Bấm phím B đây, hai cái cũng may là tôi mua mỗi thứ hai cái. Cô sẽ đặt nó ở đây. Này là mộc nhân. Một cái. Chắc là cô phải về nhà cô ngủ rồi. Hai cái. Đánh bao cát thì cô sẽ để nó ở đây. Một cái. Ủa gì cả? Ở đây không có đèn hề. Hai cái, ok. Rồi, find the master và learn the first technique from him đúng không? Là học học cái kỹ năng đầu tiên cờ gỏng, nhưng mà để mà học được kỹ năng cờ gỏng thì cô nghĩ là mình nên mình bấm M để mà mình quay về nhà nhanh. Với con game này cuối cùng là cô cũng đã được một cái như thế này, nó rất là hay. Thật. Mày lúc trước chạy thấy bà luôn, bây giờ là tôi bấm phím M là một phát một quay bay về nhà luôn. Được. Phết. Được phết. Được phết, được phết, được phết. Ngon đấy. Chưa gì mà đã là ngày thứ hai rồi thì nó hơi bất ổn nha. Kệ thôi kệ, đi lại lại lấy. Ô khoan, cái này là gì? Trường nào nhiều học sinh nhất nè? Trường này hiện tại là 260 học sinh, là ghê thiệt chứ. Chào sư phụ. Xin sư Ah, phụ hãy giúp welcome. con. Another seeker of inner peace. I've heard that you're opening your own martial arts school. Ông nói là Congratulations. nghe đồn là con cũng However, mới vừa your mở một cái kung fu isn't trường quite as dạy võ, refined xin as chúc mừng. mine. Tuy nhiên là kung fu của It's con essential thì that you learn new nó rất là technique, because I quát. will teach Đấy. you new moves. Tuy nhiên là thầy sẽ dạy cho But con remember, cái nothing of value kỹ năng mới, comes nhưng mà hãy without a nhớ rằng là cost. không có cái giá trị nào giá trị hơn Everything tiền. has its Đúng price. rồi đó, nó Now, có my tiền đó. friend, watch me carefully. First, I need Hiểu rồi, hiểu later rồi, hiểu after rồi, là cũng phải đi làm tiền thôi mà. meeting. Làm tiền thôi mà, có gì đâu. À, đây. Ổng kêu đấy, ổng kêu mình vẫn là phải đi tìm ba cái nội y của cái bà hàng xóm mà cái người mà ổng thích. Đấy, phải dạy đó mới chịu. Phải đi lượm cái đó về cho ổng thì ổng mới dạy cho mình, chứ còn không thì ổng méo dạy đâu. Cày thiệt chứ. Ủa sao đi đâu cũng có cái bảng này hết vậy coi. Tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ đạt được cái bảng này. Tôi sẽ đạt lên cao. Đó nhìn hả? Oh my god, chó nhìn là sao? Nó thay đổi luôn rồi. À, cô có thể đi ra đằng sau sau nó được. Từ từ nha. Đấy, con chó. Đấy, con chó nó sẽ nhìn qua hướng bên này. Khi mà nó nhìn qua hướng bên đó thì cô sẽ chạy lên tới cô lấy. À, con chó nó nhìn qua cứu cái bên này lần. Ui. Nó làm lẹ quá, cô không có lấy được. Một cái. Ok chưa? À, hiểu rồi, vậy là không được rồi, có thể đi vòng qua bên này cũng được mà. Tôi đợi nó vô trong kia rồi tôi chạy tới tôi lấy. Ease. À, có người nói tôi là biến thái rồi. Như vậy là không được rồi, không được rồi. Ease. Khó thế nhỉ, nó có sự thay đổi luôn hả? Bây giờ không phải là bà đó ngủ nữa mà là chó đó canh trời. À, làm sao mà tôi lại làm cái điều biến thái như vậy được nhỉ? Khó hiểu thật sự ấy. Khó quá mọi người ạ. À. Rất khó. Thầy. Quá mắc. Tôi phải đi quay lại ông thầy thêm một lần nữa. Trời. Rồi. Còn một cái nữa. Còn một cái xu chiên nữa là được. Còn một cái xu chiên nữa là được. Cố lên. Ok. Tôi đã lấy được thành công. Và tôi sẽ quay trở lại đưa cho lão thầy biến thái. Vì lão mà cô bị phát hiện một lần và mang tiếng là biến thái rồi. Bây giờ cô phải quay về lại cô trả cho ổng thôi. Nó thay đổi cái mức độ đó, bắt cái toilet ngoài này luôn nè mọi người à. Ơ chị. Có cái mè mè, có cái hình của cái cục kít nó cười với ổng kìa. What? Khó hiểu thật. Phải có cái gì đó mới nữa đúng không? Cô cam đoan là chắc chắn sẽ có rất nhiều cái Now, mới mà my cô sẽ cần. friend, watch me carefully. No, Một ý ạ. À. concentrate. Khó vậy?
Nice một move, cái, lad. Hai. Well, hai cái, hai. No, concentrate. Good, hai. Once again. Come on. Please. Try again. See you later. Okay. Now you know this. Hay quá, đã học được rồi. Đó. Move session, đây move session, đây move session, đây là tôi sẽ kéo cái này xuống. Đây, ok. Đánh nè. Ồ khoan, tôi phải đi vô chế độ đánh là chế độ F đúng không? F đây. Đấy, 1. À, rồi ok hiểu rồi. Nó không giống như cái cũ nữa, cái cũ là mình sẽ đánh theo combo đúng không? Còn bây giờ là không có vụ là đánh theo combo nữa, là mình sẽ, nhưng mà mình được quyền chọn cái kỹ năng mà mình muốn đánh. Ở đây thì tôi thấy là nó có một cái cửa khá là mới ở đây. Nhưng mà có vẻ như là tôi chưa có ra được. Gia đình này là của Củi Cao. Của Cao và bạn của Cao. Chỉ có Củi Cao mới được vào bên trong này thôi. Mới được thưởng thức cái đẹp này. Hãy biến chỗ khác đi. Ok thôi. Mafia hả? Ủa mafia luôn nè mày. Mafia luôn kìa. What the hell mafia. Này là gì đấy? Secret Park. Park mình là cái gì? À, lượm xong là nó sẽ cho mình kỹ năng mới. Ừ. À, lượm xong là nó cho mình cái game pass thôi chứ chả được cái sự gì đâu. Theo tôi biết nó là sẽ là như vậy. Nhà rồi sau đó mình sẽ làm như đó. Enroll your first student. Có hai người. Rồi nha, trước khi vô thì tôi nghĩ là mình nên thay đổi school setting trước. À, không phải cái này lộn. New student. À chắc là tôi phải tuyển đúng không? Tôi phải tuyển trước đúng không? Ok, new student đi. Cứ tuyển trước đã rồi tính tiếp. À Mid-core là đây. Đăng ký. Ok. Có tiền là ngon rồi. Mid-core nữa. Ok. 15 tuổi nên học Mid-core thôi. À đây răng skin đây. Xời ạ. Ấy, áo này luôn. Áo này luôn, ok. Rồi, xong rồi đó. Rồi, có. Có G đến. Từ từ nha, tôi sẽ phải bấm vô đây. Junior. Trời, rẻ thế cưng. Học cho nó nhiều lên tí. Chứ Junior thì thực sự là nó rẻ quá. À, cậu đã nghe rằng cuối cùng con cũng đã mở được cái trường dạy võ. Như ý của cậu thì cậu rất tự hào. Đúng rồi. Thì cậu rất tự hào về con. Hãy cậu chắc chắn rằng là nếu như mà ba con nhìn thấy những cái ngày hôm nay thì ông ấy sẽ rất là tự hào về con. Đây là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn. Hãy bắt đầu học thêm nhiều vật dụng training ở trong trường, dạy học sinh cực kỳ tốt đấy, và sau đó là giữ cho cái trường học lúc nào cũng sạch. Cậu kinh con. Ok, cảm ơn cậu. Cậu kinh con nhưng mà con có méo kinh con. Cậu kinh nhưng mà con méo kinh thì nó cũng như không. Senior level đây. Ok chưa? Best new move. Best new move nè. Cái này là sữa mà đúng không? Ủa là sao? Bài mua và đặt thêm 6 cái equipment trên trong hàng chi chờ tối nó đi về là đúng rồi. Chứ dạ chờ tối cái nó đi về đương nhiên rồi là ca này thật là không cãi được luôn ấy, thật. Rồi, ok, tôi mua đủ chưa ta? Để bấm phím B lên thử coi. À thiếu một cái nữa. Ok. Ủa vô đây chi vậy ba? Đi về đi ba, giờ trời tối rồi ba. Có người đăng ký luôn hả? Má giờ bên này buổi tối là vẫn có người đăng ký luôn. Junior, ok, có tiền là được. Có tiền thì lấy thôi. Mai quay lại học nhé. Không, qua đây tối vẫn có người học nha mọi người. Rất là siêng năng. Tôi mừng khóc rớt nước mắt. Ok chưa?
Thêm ba cái nữa nè. Đấy, một cái. Hai, từ từ. Cất nó vô kiểu gì ta? À đây. Đè vô là cất. Ok chưa? Cũng được đi, gọi là cũng được đi. Cái này tôi sẽ đặt qua bên này luôn. Cho đặt bên kia nhiều quá, mất công lại không có đường đi. Ai, ngon lành. Gọi cộng tiền luôn hả? Ui xời. Được phết. Rồi, xong rồi đó, đi về ngủ thôi. À quên, mình bấm phím M để mà mình quay về nhà cho nó nhanh. Vậy thôi. Chỉ cần như thế thôi, không cần quá đâu. Cần như thế là được rồi. Lại là ngày thứ 3. À, tôi nhớ là tôi đã cắt nhạc rồi đấy. Mà méo hiểu tại sao nhạc nó lại xuất hiện ở đây. Ủa kìa. Ui. Tụi này là cậu học trò ở phía bên này nè. Đây là học trò của tôi đây, đây là học trò của tôi đây. À đi cứng hai hàng dữ vậy ba. Ba đi cứng hai hàng dữ vậy. Đi sao cho nó đẹp đẽ một chút xíu đi, đi gì mà đi cứng hai hàng thế. Mở cửa ra cho nắng sớm vào nha. Thằng nào lại xả rác như thế này. Trời ạ, à, hôm qua mới có một chút xíu đó thôi mà. Ủa. Ok. Rồi, hãy dẹp. Đúng rồi đó, đúng rồi. Em nên làm như vậy, em nên đánh như thế này, em nên đánh như thế này. Đấy, đấy, đúng rồi đó, đánh như thế này, đúng rồi. Mà đấm như thế này. Đấy, ok chưa? Đấy. Đấy, đúng rồi, chặt thịt nè. Đấy, ok chưa? Rồi. Rồi, ok rồi đó. Rồi em làm gì em làm đi. Rồi, ok, xong rồi đó nha. À, bây giờ bên này là tôi phải dạy, tôi phải chỉ nó nữa đấy chứ. Thế nó mới khô. Phải chỉ nó chứ không là nó không biết làm cái gì đâu. Rồi. Đây. Em hãy tập đi. Rồi đánh đi. Chào. À phải chào trước, phải chào trước. Rồi. Dismiss. Trời ạ, nó vô có chút xíu thôi cái là nó xả cho một bãi ở đây. Coi cái chịu nổi không chứ. Ok chưa? Ê, kính ra không có khách nào vô luôn á ta. À, có khách vô. Cái này là mình sẽ phải sửa nha, có chữ repair ở đây nhưng mà sẽ phải sửa. Ok. Có nghĩa là tôi phải dạy nó, tôi phải dạy kỹ năng cho nó chứ tôi mà không dạy kỹ năng cho nó là không có được. Tôi phải dạy kỹ năng cho nó thế nó mới khổ đấy chứ. Senior. Ok được. Có lá thư gì đây, từ từ. À, xin chào, chúng tôi viết cái thư này đến cho trường học của bạn. Bạn đã mở được một cái trường mới, xin chúc mừng, chúng tôi sẽ gửi đến bạn một vài cái sẽ gửi đến bạn một trong những cái nhân viên của tôi để viếng thăm bạn và kiểm tra các cái vấn đề về cái sự cái scandal là tiêu chuẩn của trường học ấy. Ok. Rồi xong rồi. Có mang cái kính đây nè. Đấy, rồi tôi sẽ rải. Đây, tôi sẽ rải cái này. Ok cha, rồi. Rải cho nó nhiều người biết. Đấy. Chứ không có gì đâu, rải cho nó nhiều người biết thôi. Rồi, mấy đứa, thầy sẽ bắt đầu dạy học cho mấy đứa. Mấy đứa hãy đánh cho theo thầy. Đánh, 1 2 đá, 3 4 5 đánh đấm, bắt đầu chỉ qua đấm. 1 2 à, rồi, ok, dismiss. Mấy đứa cần học cái thầy đi đăng ký. Thầy đăng ký Junior, có Junior. Nhanh nha mấy đứa. Mấy đứa lâu quá. Senior, có Senior. Tiếp nào. Junior, có Junior. Ok luôn. Rồi, từ từ. Clean cái đã. Thằng nào thằng đó nó vô nó xả cho một bãi để bắt tôi đi dọn. Thế nó có chết không vậy chứ nhỉ. Rồi. Ok, bắt đầu.
Mũi hao. Tắm. Rồi đá. Rồi ok. Rồi xong rồi đó. Mấy đứa làm gì làm cái đi. Rồi ok. Đấy, vậy thôi chứ muốn gì nhiều đúng không mọi người ạ? Vậy học như đây thôi, vô dạy cái đá xong rồi lấy tiền. Ngon, dễ, kiếm tiền dễ lắm, kiếm tiền dễ lắm. Không có khó đâu, kiếm tiền dễ lắm. Kiếm tiền dễ lắm, không có khó đâu, kiếm tiền dễ lắm. Đấy, mà mọi người cứ vô làm như thế này là mọi người cũng sẽ có tiền thôi. Ok, new student, để coi ông này là Mikos. Rồi đăng ký, ok luôn. Ai đây? À, Mikos luôn, ok luôn. Được 15 sinh viên, 15 học sinh rồi nha mọi người. Được 15 học sinh rồi, để coi có đăng ký gì mới nữa không. Small size bar nè, small size beer bar nè. Có nghĩa là cái này mình sẽ đặt thay thế ở phía bên ngoài. Mình sẽ đặt ở bên ngoài. Thuê một người đi với giá 6.000 lận ha. Mắc dữ vậy. Thôi ngày đầu tiên chắc tôi làm cái cho mỗi ngày tôi đi tôi junior hả, tôi tưởng đâu senior chứ. Được chưa? Junior, ok luôn. Sử dụng F3 để kêu có gái vô junior. Rồi xong. Hãy lặp lại ít nhất là 5 lần hả? Khó vậy. Rồi. 7 bấm phím F đá. 1 2 3 4 5 bonus thêm 5 cái nữa. 6 7 8 9 10. Ok, các em đã nhớ chưa? Rồi, xong. Vậy thôi, xong rồi đó. Mấy đứa muốn làm gì làm đi. Mấy đứa muốn làm gì làm đi chứ thầy xong rồi. Mà sao đứng dữ vậy? Thầy làm xong rồi mà, đâu cần phải đứng dữ vậy. Junior hả? Junior, ok, đã có Junior. Rồi, ok. Trời đất ơi, mỗi lần cái nó đánh xong cái là mắt tôi muốn choáng ngợp cuộc đời luôn á. Giờ hay ở trong này. Mình có cách nào để mà mình thuê người không ta? Mình có thể thuê người được không? Tại vì đằng nào cái chỗ này cũng là full rồi mà. Cũng là bản full rồi mà, chứ đâu phải bản thiếu nữa đâu mà. Đúng không? Đây là bản full rồi, đâu phải bản thiếu nữa. Mid-core. Ok. Hình như trên lưng nó có logo của con rồng luôn nè. Ngon phết. Ok nha, bây giờ tôi sẽ ra tôi mua thêm mấy món đồ nữa. À, đặt ba cái bức tranh. À đúng rồi, tôi nhớ là mình cũng có ba cái bức tranh. 1 2 và 3. Ok, ba cái đủ chưa? Bấm phím B lên đủ ba cái chưa? Ok, đủ ba cái nè. Ngon. Đấy, dán này vô là để gọi là tăng cái sự hưng phấn cho bọn này. Đấy. Một cái. Hai cái. Ba cái. Ok. Đây poster nó sẽ giúp cho cái dojo boost của sinh viên tăng lên. Đấy. Đấy, ngon. Vậy là ổn rồi. Nó có nhiều cái thay đổi thiệt luôn á chứ mọi người. Có nhiều cái, rất nhiều cái thay đổi luôn ấy. Ok. Đứa nào lại xả nữa vậy? Đừng có xả nữa mà, khổ quá. Ok, có cái nào cần sửa không ta? Còn cái này còn có 71% này, 49%, 48, 56, 66, 73, 67, 62, 8 mấy, 4 mấy, 4 mấy. Ok, vẫn đủ. Không cần, tôi nghĩ là khoan sửa cũng được. Tôi sẽ qua đây, tôi mua thêm kỹ năng. Tôi mua thêm cái đồ. 1, 2, và 3, và 4. Ok, tôi mua hẳn 4 cái luôn. Mua cho nó nhiều. Mua cho nó nhiều. Trời cói rồi đó mọi người ạ, trời cói rồi đó. Nhưng mà thôi trước khi trời cói thì tôi cũng chuyển thêm hai người này vô cho lẹ. Chứ mắc công nhiều khi có nó đi về thì thế thì lại mất tiền. Thế thì lại mất tiền, không nên.
Senior, senior đây. Legit. Kể chưa? Ngon chưa? Rồi, bây giờ là tôi sẽ mới là lúc này là tôi sẽ mới đặt đồ ra đây. Hai cục đá, hai cái đạp chân. Một cái ở đây. Hai cái ở đây. Gánh tạ. Tạ thì tôi sẽ cho nó ở đây. Một cái. Cái này thì sẽ là nằm ở đây. Ông này nằm sát đây cũng được. Ok. Ôi, ngon rồi đấy. Được rồi đấy. À. Ok, từ từ để tôi quay về cái. Nó kêu là cho mình có thể chọn một người để mà thằng đó nó giúp mình dọn dẹp cái trường học đấy. Nhưng mà tôi có cách nào để mà tôi đi thẳng một phát một cái kia nhanh không ta? Có cách nào để mà mình đi cái đây nhanh không trời? Nó không, nó bắt mình chạy bộ mới ác chứ. Nó bắt tôi chạy bộ mới ác chứ. Tôi được 23 học sinh rồi nha mọi người. 23 học sinh. Mấy ông này sao không đi vô học đi? Tới giờ học rồi, sao không vô trường học mà đi đâu đi ra bên này vậy? Đi vô học đi chứ. Khó hiểu thật sự. Ok, vô, mở cửa ra. À, tại cô chưa có mở cửa. Nên là mấy người này có thèm vô đâu. Tôi phải mở cửa ra mới được. À, bấm phím R để repair đúng không? Repair thì cô coi cái nào ở dưới. Để coi repair 46, 45, 84, đây 45 đi. À, tôi phải kích chuột trái à. Tôi phải kích chuột trái. Ok. Rồi, mấy đứa đâu à? Vô đi chứ, vô đi. Có người cứ trả phí hàng ngày, ok vậy thì khỏe rồi. Có người trả phí hàng ngày là ngon rồi. Đâu cần gì nhiều đâu. Đây, trên này là level 50. À, ở trên có cái dấu mà mặt Phật á. Là hình như là cái đó là độ vui lòng của học sinh. Đấy là hiện tại là cô đang có 20 học sinh thôi. 20 rồi chứ phải 23 đâu, có 20 học sinh thôi. Đấy. Làm cho cố vô tưởng nhiều lắm. Hóa ra hơi bèo. Thật. Hóa ra thì nó lại là gọi là hơi bèo. Mua. Ok chưa? Rồi, có học sinh chưa có vô nè. Bây giờ là tôi sẽ bắt đầu là dạy học sinh nè. Tất cả học sinh, nghe rõ. Hôm nay chúng ta sẽ học kỹ năng mới. Đó là đá. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, xong rồi đó. Rồi, em học tiếp đi. 1. Ủa, sao tôi nhớ là tôi dạy rồi mà cuối cùng bắt tôi phải dạy nữa là sao? Khó hiểu vậy. Con game này nữa tôi đã cắt nhạc rồi mà. Rồi, ok, dạy được rồi. Rồi. Ok, rồi, mấy đứa làm gì làm kiếm đi. Thầy mệt rồi. Cho thầy nghỉ ngơi tí, thầy mệt rồi. À, khoan từ từ. Sao cái hình với cái gương mặt này nó... Ủa, sao cái gương mặt với cái này nó kỳ kỳ vậy ta? Ủa, tôi có cần phải check cái phần này không? Check cái gương mặt không mọi người? Mà rõ ràng tôi thấy nó là nữ mà sao vô đây nó là nam? Thôi, cứ recheck đi ha. Ủa, thằng kia đâu rồi? Ủa? Ủa sao tôi nhớ là tôi recheck rồi mà? À, hay là không được? À đây. Ủa chết bà, hồi nãy là có một đứa khác hả? Ây cha, ẩu dòi mà biết vậy hả? Mà nãy đứa nào cũng nên nhận luôn cho rồi, đi như thế nó mới khổ chứ. Ngựa chi rồi cuối cùng mất khách, mất học viên, chán thiệt sự. Ok, checklist, từ từ nha, check một cái coi. Student list đây. Tôi sẽ lựa ra một thằng để mà làm cái grasshopper. Đây, grasshopper đây. Ok chưa? Đây, grasshopper, nhiệm vụ của grasshopper sẽ là làm việc không lương hả? Họ sẽ sửa chữa những cái mà dụng cụ bị hư và giúp đỡ lau dọn phòng tập.
phòng trường học, ok, cũng được. Mikko đây. Khi chưa? Ok rồi đấy. Hôm nay thằng đó nó không có đi học mới ghê chứ. Thằng đó nó méo có đi học. Ôi trời à, thế nó có chết không chứ? Thằng đó nó méo có đi học là tôi cũng méo biết sao. Ủa sao vậy? Sao lấu này không được? Ok. Ở đây còn bên này nữa, má sao nhiều vậy? Ôi trời ơi! Má cái cửa nó là cửa tạ. Hóa ra là nó chơi cái kỹ năng thượng thừa này luôn. Khiếp đảm tởm lợm. Thật đi. Hey, rồi, hôm nay thầy sẽ dạy lại môn cũ. Đá. 1 2 3 4 5 chuyển qua đánh. 1 Không đánh thì nó không chơi. Nó thích đá thôi chứ nó thích đánh. Ok, rồi, xong rồi đó. Rồi. Rồi, xong rồi đó. Thôi, bọn em muốn làm gì làm cái gì. Thầy đăng ký tiếp. Senior, có senior. Chắc là cô phải học thêm kỹ năng mới thôi mọi người ạ. Chứ như đây thì nghĩ là không đủ để dạy cho tụi nó đâu. Tụi nó bắt đầu học nhiều lắm rồi. Không đủ kỹ năng để dạy cho tụi nó đâu. Ok, chắc là phải phụ nó thôi chứ để một mình nó làm thì cũng tội chứ. Một mình nó làm thì cũng tội. 38, 28. Mỗi lần sửa là trừ 10 á. Mỗi lần sửa là trừ 10. Đấy, nên là những cái nào hư, thật sự hư thì mình hẳn sửa. 50, 70, 10 nè. Đấy, cái này 10 rồi nè. Đó, phải sửa thôi, bắt buộc phải sửa thôi. Này 42, còn 25 mấy. Hình như mấy cái càng cao là nó càng dễ hư thì phải. Có thấy nó dễ hư dữ vậy ta. 24 học sinh rồi. 23 lên à, 20 lên 24 cũng được mà. 20 lên 24 cũng được mà. Để coi thử coi mình có thể mua được cái gì rồi. 30 đúng không? 30 được, tôi sẽ mua được cái máy này. Ôi hiện tại rất nhiều cái máy gạch nhá. Có cả cái máy này nữa. À, cái này tôi mua thì có thể là để ở nhà hoặc là để ở trong trong chỗ kia, trong phòng nào cũng được. Ok thôi, hiện tại thì mình cũng chưa cần phải mua gì nhiều lắm. Trời đất ơi. Nó gặp xong mà cháy luôn cái này luôn mới ghê chứ, thật sự. Nó gặp xong mà nó cháy luôn cái cục đó thì khiếp vái chứ. Khổ quá, cái thằng học sinh cái thằng mà tiếp nhận lao công phục vụ đi về rồi. Ê, thật có chết không cơ chứ. Junior đúng không? Junior có Junior. 25 học sinh rồi, senior có senior luôn. Chắc là tôi sẽ phải đi học thêm kỹ năng thôi mọi người ạ. Hey, đánh 1 2 3 4 5 6. Ok, vậy là đủ rồi đó, không cần nhiều đâu. Rồi, vậy thôi, xong rồi đó, mấy đứa muốn làm gì? Mấy đứa làm gì làm tiếp đi, xong rồi mà, làm tiếp đi, xong rồi. Ôi, mấy đứa làm tiếp đi, được rồi, không cần phải ghê gớm như vậy đâu, vậy là được rồi, không cần phải ghê gớm như vậy đâu, he. Vậy là được rồi. À, đứng giống như là hồi muốn đánh nhau, muốn đánh tôi luôn thì phải. Rồi, ok, vậy đi. Mình phải bấm F1 rồi phải bấm F2, lúc đó là nó mới dừng. Chứ còn không là nó đứng nó hoài luôn ấy. Khổ, phải thanh niên mới ở đây sao bây giờ đi về. Ở kìa, chưa lâu chưa xong đi về rồi. Nó giỡn mặt nhau à. Có người vô, tôi đang tính là đi học thêm kỹ năng mới mà có người vô. Hay thế nhờ. Thầy đang tính đi học kỹ năng mới luôn em. Mà em vô Junior mà cuối cùng em đăng ký Junior. Cày giá thế. Ok nhá. Đóng cửa đi về.
coi anh kia có ra được không đây. Ủa, nó đâu rồi? Ủa, cửa bên này em ơi. Ôi trời, tối rồi. Đóng cửa đi, kệ bà nó chổng đi. Từ nha. Thằng này làm gì đây? Cái này là, cái này bây giờ tôi nghĩ là nó sẽ có rất nhiều cái nhiệm vụ phụ. Đấy. Tại sao họ có thể làm cái điều không thiếu sự tôn trọng này? Tôi không thể tin được. Ông ấy là master của Master Pimi, cha của tất cả các cái môn võ và là thầy của các cái trường võ của các bậc thầy võ ngày hôm nay. Ông của tôi thường nói cho tôi rằng là Mr. Paymay rất là dũng cảm, bảo vệ cái thị trấn này khỏi cái bọn lính xấu xa của... Hãy nhìn xem ai đó đã phá hủy cái bức tượng này và lấy đi một phần của nó. Vậy là nhiệm vụ của tôi phải đi tìm lại cái khục này rồi. Hãy tìm chúng và dạy cho chúng một bài học. Và sau đó là mang cái phần thiếu đó về. Biết cái phần thiếu nó nằm đâu à, hay là thằng này. À, tôi không có biết gì là liên quan tới cái bức tượng đó hết. Tôi hy vọng là bạn sẽ bắt được một người nào đó sớm. À, bị dụ rồi, có nghĩa là mình không có nói gì về cái phần mình không nói cái phần gì về cái phần gì mà liên quan tới cái bức tượng hết. Mà mày xuất đầu lộ diện rồi con. Mày xuất đầu lộ diện rồi con. Ẩu rồi con. Ẩu rồi con trai. Ẩu rồi con trai. Yeah, đã có. Hay chưa? Ok, nhiệm vụ complete. Hãy học thêm hai cái mưu mới, hai cái kỹ năng mới, chứ không phải hai cái mưu mới. Bị lộn. Chắc mà tôi nghĩ là mình phải đi ngủ thì mình mới được học tiếp cái mưu tiếp theo, chứ còn không thì không đâu. Rồi, ok. Không biết thằng quỷ, ông quỷ ngay cái chỗ mà sàn đấu, ông lại kêu tôi là John Lady đấy. Mấy ông hiểu Lady chỗ nào, trong khi cái cục ức ngay cái cục lòi thòi lòi ngay cái cổ đó mà nó kêu, nghĩ sao kêu tôi là John Lady. Mấy ông hiểu luôn đấy. Ok, học mình học xong kỹ năng Tiger Hunt Attack. I knew you later and come back. đây, cô sẽ phải chạy qua bên này. Đây là cái thằng mà Grasshopper đây mọi người, châu chấu đấy. Grasshopper là châu chấu đấy. Ok, cô sẽ phải đi qua bên này chứ đúng không? Đi qua hướng bên này. Bật phím F lên trước, tại vì nó kêu tôi là Bendis đang chấn lột tiền của người dân. Hãy tìm và dạy cho nó một bài học. Đấy. Cái gì chứ, ở đây làm gì có quan phủ gì đâu, chỉ có tôi thôi, thế nó mới khổ chứ. Ở đây chỉ có tôi đâu, con kiếm này nhạt đâu mà làm hoài với trời. Vậy. Ui. Đỏ ơi. Ơi. Ta nương, ta nhường mày thôi. Mẹ, ta mới đánh con cái mày làm gì mày bay dữ vậy? Khổ. Có hồi máu nè. Ok. Rồi sau đó rồi quay về lại và học cái môn tiếp theo và học được cái kỹ năng tiếp theo. Có người trả phí là ngon lắm rồi đó. Có người trả phí là ok lắm rồi. Ủa sao ông Grasshopper này ông vẫn còn đứng ở đây vậy? What the hell. Được rồi nha. Đây, trong quá trình tôi đi ngoài này thì tôi vẫn có thể dạy dạy học viên của tôi được. Đã, 1 2 3 4 5 6 7. Ok, xong rồi đó. Rồi, ok, xong. Vậy thôi. Các em muốn làm gì làm tiếp đi. Thầy đi đây, 27 học sinh rồi.
Và độ vui vẻ đang 70. Ôi trời ơi, sao làm gì có 70 vậy? Now my friend, now watch concentrate. Thầy đang cố gắng đi học các cái môn về thầy dạy cho tụi em mà bây giờ tụi em dám làm như vậy với thầy. Ừ. Nice move, lad. See you later and come back. Em không có biết thương thầy. Watch me carefully. Fly kick đây. First, ok. See you later and come back. Favor. Đây, tôi sẽ cần cầm cái kiếm này để tôi chém. Đấy. Một. Hai. Đấy. Chém cho nhiều vô. Được chưa? Trời ơi, nó lọt dưới cái này là sao mình lật? Không phải là không lật, mình lật nó khó thôi. Ok chưa, 11 cái nữa. Sao nhạc nó đâu ra nó cứ xuất hiện hoài vậy ta? Ok, xong rồi. Có mỗi lần tôi mới vô tắt cái nhạc nó hơi bực bội. Now, ok, my friend. Học lại môn, học lại watch cái tiếp theo. No, D, concentrate once again. D, once again. D, D, S, see S. You later and come back. Ok, xong. Tôi đã có thêm được hai kỹ năng mới. Đó là kỹ năng này và kỹ năng này. Rồi, ngon lành. Bây giờ là tôi sẽ quay lại trường học thôi. Có một cái bức thư đến. Mình phải quay về lại chỗ kia, join the fire area và get your first victory. À, tôi có thể chỉ cầm cho chỗ kia, tôi có thể đi đánh nhau được rồi. Mà để mà đánh nhau thì tôi nghĩ là từ. Sao không có ai mà repair cái này hết trơn vậy? Từ nhầm, các em đợi thầy tí nha, để thầy đăng ký học viên mới đã. Junior đúng không? Junior, ok luôn. Rồi. Các em đi chung. Hôm nay thầy sẽ dạy tụi em môn võ và kỹ năng mới. Đấy. Kỹ năng này thầy cũng mới vừa học rồi, ông thầy háo sắc thôi. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ đánh. Ha. Đấy, ha. 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 Ok, các em đã học xong. Xin chúc mừng. À, các em học xong rồi thì kể các em đi chứ, các em làm gì các em làm đi chứ, đứng còng ngông để làm cái gì? Tôi cũng méo hiểu đấy, đứng còng ngông đó để làm cái gì? Mid-core có New York Championship đi Master. Chúng tôi rất vui khi mà mời bạn đến với Master at Championship ở New York. Chúng tôi sẽ hãy gửi cái đối gì hãy gửi học viên của bạn. À, hãy gửi cái gì? Fighter, mình đánh nhau đúng rồi mà. Win và nhận được tiền. Ok. Cô sẽ cử người đi tới New York đánh nhau. À, không phải đánh nhau mà là thi đấu. À, cô sẽ gửi cái thằng, cử cái thằng này, thằng level 8, thằng cao nhất. Đi em. Thầy bỏ tiền ra cho em mang tiền về đấy. À, nó cập nhật kênh thông tin chi tiết luôn nè, đang chiến đấu ở round 1 rồi, what the hell. Theo những gì mà học viên tôi nói đã nói cho tôi biết là bạn đang dạy những cái môn võ, cách thức võ đó khác. Tôi không bao giờ chấp nhận điều này. Hãy đóng cửa lại và rời khỏi thị trấn này trước khi điều còn kể đến với bạn. Đây là lời cảnh báo cuối cùng, do đó chúng tôi sẽ không có sự thông cảm nào đến cho bạn đâu. Nó khè tôi đấy mọi người ạ, nó khè tôi đấy. Mà xin lỗi, nó khè nhầm người rồi. Tôi đây méo sợ nhá. Tôi đây là méo sợ. Ủa mà cái thằng kia thi đấu sao rồi? Là nó win hay gì chưa? Mà sao tôi thấy là không có thông tin thêm gì về nó vậy? Mà sao tôi không thấy thông tin thêm là nó thành công hay là thất bại? Tôi cũng méo biết luôn. Ôi là thành công hay thất bại gì tôi cũng không biết luôn. What the hell, đùa nhau à. Junior, đây Junior có. Junior. 31 sinh rồi mọi người ạ. Junior. Từ nha, cô tuyển, cô coi thử coi mình có thể làm thêm được cái Junior nào, cái thằng nào nữa hay không.
À, cô có thể thuê nhiều người. Ồ, được đấy. Bạn có thể làm được 3 cái. Ừ, 3 được rồi, 3 được rồi. Còn lại đánh nhau nữa hả? Mới thua hôm qua xong mà. Thôi, cô chuyển cái thằng ở dưới đi. Thôi, để coi thử là mình có được tiền không nha. Hồi nãy lo dịch cái kia, cái tôi cũng không có để ý là mình có được tiền hay không. Để nó mới chết chứ. Đang chiến đấu ở cần một, đang chiến đấu ở round 1 nè. Ghê đấy. We've got a winner. Ấy, lên round 2 rồi. Yeah. Được đấy, lên round 2 rồi, lên round 2 rồi, ok. Round 2 là mình có tiền chứ đúng không? We've got a winner. Round 3 luôn. Ngon. Trời, tôi cử đúng người rồi. Được phết. Được phết. Round 3 rồi. Ngon đấy. Tôi có nên mua thêm nhân không các? Ôi, thôi kệ, round kia thôi cũng được, không sao hết. Cộng được 150. Bèo hả? Hơi bèo. Ở thật kệ có còn hơn không. Từ từ nha, cô sẽ mua thêm một vài món. Ví dụ như cái này 70 thì mới được đúng không? Thì là cô sẽ mua cái nào đó là 37 thì cô có thể mua được cái này. Và cái này mua xong thì cô sẽ hết tiền. Nhưng mà thôi thì tốt nhất thì cô nghĩ là cô nên mua thêm cái này và mua thêm một cái này. Là đẹp rồi. Tôi nghĩ như đây là đẹp rồi. Không cần nhiều lắm đâu. Đấy, mua thêm cái này. Đặt ở đây. Và một cái mộc nhân. Mộc nhân này ở đây, ok. Rồi, ngon. Úi, vậy mà vẫn có người vô được luôn hả? Giờ này khuya rồi vẫn có người đăng ký luôn hả? Hay vậy. Ok. Đấy, độ vui vẻ của học sinh lên 95 liền. Ngon ngay. Ủa, về đi ấy chứ. Về đi cho khuya rồi, về đi. Về. Mai dậy sau. Về. Ok. Ấy, xài ơi. Nó phải nhiều thế. Rồi, ok. Chắc mình sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này, đừng quên bao lần cho mình một like, một share. Và đừng quên subscribe channel của mình. Và bạn nào muốn làm clip thì comment ở phía dưới nha. Bye bye.